Một thiết bị, ba công việc không chỉ đơn giản là một chiếc máy in Epson L3250 với khả năng in, copy và scan. Bạn sẽ có một văn phòng mini thu nhỏ ở ngay tại gia đình hoặc cơ quan của bạn. Là dòng máy nhỏ gọn dùng trong gia đình, văn phòng, máy có thể kết nối đến nhiều loại thiết bị khác nhau thông qua kết nối có dây USB 2.0 hoặc kết nối không dây bằng Wi-Fi, Wi-Fi Direct tốc độ cao, mang đến cho người dùng giải pháp in ấn linh hoạt. Từ đó tiết kiệm được chi phí cũng như không gian so với việc phải trang bị quá nhiều loại máy. Epson L3250 có 4 lọ mực CMYK. Với một lọ mực đen sẽ in được 4.500 trang và với 3 lọ mực còn lại sẽ in được 7.500 trang. Bạn thậm chí có thể in ảnh không viền với kích thước lên đến 10 x 15cm. Với công nghệ Epson Heat Free, máy đạt được tốc độ in cao với mức độ tiêu thụ điện năng thấp hơn bởi không cần nhiệt trong quá trình phun mực. Để tránh những rủi ro phát sinh khi sử dụng thì các bạn nhớ mua máy in Epson và mực chính hãng trên website và các showroom của Hacom trên toàn quốc nhé.